Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là mấy tháng trẻ sơ sinh biết cười này, cười thành tiếng này, nhìn da, cứng cổ, bế đứng và biết hóng chuyện nhé. Sự phát triển thể chất và tinh thần của con sẽ theo từng ngày, từng tuần và từng tháng nữa. Vậy nên chúng ta hãy theo dõi con của mình để xem cái tiến trình phát triển con như thế nào này, hay là chúng ta xem có những cái dấu hiệu gì bất thường hay không để chúng ta kiểm tra và thăm khám nhé. Thứ nhất là với cái việc là nhầm mẹ chúng ta thắc mắc là mấy tháng thì con biết cười vang lên, cười to thành tiếng ấy. Nụ cười thì chính là cái cột mốc mà đánh dấu cái sự phát triển về kỹ năng xã hội này, về thị giác, tức là mắt của con, và cái cảm xúc của bé nữa. Tức là cái thị giác của con, sự nhìn của con ấy được cải thiện khi nào này, cứ khi nào con có thể nhận ra gương mặt của người đối diện một cách rõ ràng nhất, thì cũng như là cái bộ não và cái hệ thần kinh của trẻ có những cái bước tiến mới, không còn là những cái nụ cười phản xạ. Phản xạ tức là cái sự vô thức ở đây ấy, khi mà lúc mới sinh ra hay là cái tuần đầu ấy, cái nụ cười phản xạ tức là khi mà trẻ sơ sinh đang ngủ này, hay là đang bế con mà con vẫn cười, nhoẻn miệng cười ngẫu nhiên, một cách ngẫu nhiên và khá là ngắn. Và trong khi đó thì mắt của con có thể là khi đang ngủ nhắm mắt này, hoặc là đang lơ mơ buồn ngủ ấy, đó là cái nụ cười phản xạ thôi, thì nó cũng không có cái ý nghĩa gì nhiều. Và nụ cười thực sự sẽ xuất hiện khi ngoài khoảng 1,5 cho đến 2 tháng tuổi nhé. Và con chúng ta sẽ cười thành tiếng to vang khi ngoài 3,5 cho đến 4 tháng tuổi. Đó là cái thời điểm mà chúng ta xem xét này. Cười thành tiếng này, kỳ to kỳ vang này, rồi những cái tiếng cười của con là cười thì thầm này, cười khúc khích, rồi cười thành một tràng dài to dài ấy. Các mẹ chúng ta sẽ kiểm tra và chúng ta làm những cái hành động để xem cái sự phản xạ của con mình trước một vật hay là một việc gì đó, ví dụ tương tác với cái thế giới xung quanh này, với người xung quanh này, rồi những cái trò chơi của mẹ nữa. Và chúng ta quan sát cái thể hiện ở cái đôi mắt và cái gương mặt của trẻ, đôi mắt của con có tinh nhanh hay này không, hay là cái biểu hiện khuôn mặt của con có thể hiện những cái cảm xúc bất ngờ hay này không, rồi tâm lý của con đây sẽ thể hiện sự vui vẻ, phấn khích theo những cái hoạt động đấy, rồi cười thành tiếng lên ấy. Cái mẹ chúng ta theo dõi cột mốc này nhá, cái nụ cười to thành tiếng của con, rồi để chúng ta phát hiện ra là cái trẻ chậm cười, đó là một trong những cái dấu hiệu của những trẻ tự kỷ đấy. Chậm cười hay là không cười này, không bập bẹ theo những cái âm thanh của người xung quanh, người lớn, hoặc là không phản ứng với những cái tác động bên ngoài. Chúng ta kiểm tra ánh mắt của con xem nó có tinh nhanh, tinh anh hay là không. Chúng ta có thể làm một số trò chơi, ví dụ là hú hòa này, hay là những cái tiếng tiếng to, tiếng hú hòa to lên để con chúng ta cảm thấy nó phấn khích, của nó cười theo hú nấp ấy. Chúng ta có thể để những quyển sách của người hú hòa hú hòa con để kiểm tra cái tiếng cười của con này. Rồi cái mấy tháng biết cười, cười to thì cứ khoảng ngoài khoảng 2-3 tháng nhé. Cái vấn đề số 2 là khi nào con chúng ta biết nhìn xa này, đôi mắt nhìn xa bao nhiêu. Thì đôi mắt của bé có thể nhìn thấy mọi người khi là vừa mới chào đời rồi. Nhưng cái mọi thứ khi mà mới chào đời trong những cái tuần đầu tiên sẽ rất là mờ với con thôi. Và chủ yếu là cái màu đen, trắng, xám này. Và thị lực của con lúc này sẽ khoảng chỉ 5% so với người trưởng thành thôi. Và khả năng xử lý màu sắc, hình ảnh của trẻ sơ sinh, mới sinh còn rất là hạn chế. Mới sinh ý, cái khoảng cách của con chỉ có thể là 20 đến 30-35 cm thôi. Chỉ đủ xa để bé nhìn rõ khuôn mặt của người đang bế bé, người bé bé, mẹ hay là ông bà ấy. Khoảng cách khoảng hơn găng tay của chúng ta một chút thôi, khoảng 20-30 cm. Đó là lý do chúng ta nên giao tiếp với em bé mới sinh bằng cách là chúng ta bế em bé gần trên tay mình này, gần mình này, bế sát vào khuôn mặt của bé để bé có thể quan sát khuôn mặt, để nhận diện cũng như là giao tiếp mặt với mặt với người đối diện nhé. Đây là điều rất là thú vị của những em bé không đến trong độ tuổi từ 0 đến 2,5 tháng tuổi. Là cái nhìn xa của con rất là ngắn, và chúng ta bé sát bé gần, nói chuyện thì cũng sát vào mặt con để con nói chuyện thôi.
khoảng từ 6 tháng trở ra ấy, thì thị lực của trẻ sơ sinh nó sẽ phát triển hơn, đã nhìn rõ hơn rất là nhiều rồi, đạt khoảng 20 trên 60 này. Và đến 3 tuổi thì đường gần như là hoàn chỉnh so với người trưởng thành. Vậy cha mẹ chúng ta theo dõi cái thị lực, cái sự nhìn của con để xem con mắt này hay khoảng cách nó có phát triển bình thường hay là không, đôi mắt có tinh nhanh hay là không này, và di chuyển theo những cái đồ vật, tiếng động này. Khi có mẹ chúng ta ở xa xa một chút, chúng ta gọi con xem con nó có phản ứng hay là không này, rồi đôi mắt có tinh nhanh hay không. Đó là cái vấn đề số 2 nhé. Vấn đề số 3 là khi nào mà con biết hóng chuyện. Hóng chuyện tức là phản ứng của em bé với tác động của bên ngoài, của người lớn này. Ví dụ người lớn hỏi chuyện, chơi đùa, hoặc là con chúng ta nhìn thấy những cái đồ vật hay là những cái sự vật hiện tượng nào đấy biểu hiện trên khuôn mặt của em bé này, rồi ánh mắt là nhìn vào bên người đối diện, miệng thì có thể là bập bẹ thành tiếng này, há miệng ra này, rồi hét lên, tay chân thì đập lúc đung 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 khu khoắn ấy. Đó là sự thể hiện sự hóng chuyện của em. Mỗi em bé sẽ có cái cột mốc phát triển này khác nhau, có bé trầm tính ít nói hơn này, nhưng mà có bé cũng rất là nhanh nhẹn và hóng chuyện sớm ấy, thích hóng chuyện sớm. Nhưng đa phần trong cái khoảng thời gian là từ từ 3 tháng cho đến 4 tháng sau sinh là bé rất là hóng chuyện, và đây là hóng chuyện một cách thực sự nhá. Ở những tháng trước, ví dụ trong cái giai đoạn 0 đến 3 tháng ấy thì cũng có sự hóng chuyện rồi, nhưng mà cái giao tiếp với người người bên ngoài thì nó còn hạn chế hơn. Nhưng mà từ 3 4 tháng trở ra là hóng chuyện thực sự hơn và biết thể hiện cái cảm xúc của bản thân mình này, tỏ ra thích thú khi người lớn bế mình lại gần mình làm trò, và đặc biệt là thích thú những cái món đồ chơi nào đó ấy. Những món đồ chơi ví dụ như là trong giai đoạn này là những cái lắc lư này, thành tiếng này, kêu phát ra tiếng động này. Mặc dù là cái giai đoạn mới này bé chưa hiểu được chưa hiểu thực sự những gì mà mình nói, người lớn làm, người lớn nói, nhưng bé sẽ cười theo, hét theo, giơ chân, tay đạp hay nói ea để giao tiếp lại nữa. Và để kích thích việc em bé chúng ta hóng chuyện sớm hơn ấy, để tăng nhanh biết nói, thì người lớn chúng ta nên giao tiếp nhiều với con này, trò chuyện bé bé nhiều và chơi cùng con nữa. Đặc biệt là cho những em bé mà tiếp xúc với trẻ nhỏ tầm tuổi, hoặc là trong cái giai đoạn dưới 6 tuổi, trẻ con những cái tầm tuổi đấy thì nó thường thích nhau, nên nó cũng học cái cách nói chuyện của nhau nhanh hơn, rồi giúp em bé chúng ta nhanh biết nói hơn. Vấn đề thứ tư ở đây là bao lâu thì con chúng ta cứng cổ, tự ngóc đầu dậy này, hay là chúng ta bế đứng được con, bế thẳng đầu và không phải đỡ tay ở gáy ở đầu con. Ở trẻ sơ sinh trong cái giai đoạn 1 đến 2 tháng đầu đời ấy, thì đây là giai đoạn cơ cổ của con cũng rất là yếu này. Chiều dài đầu ấy, đầu to mà, chiều dài đầu thì bằng 1 phần 4 tổng chiều dài cơ thể. Còn đến giai đoạn 3 tháng trở ra, 3 tháng đến 5 tháng, đấy là cái thời điểm mà trẻ sơ sinh biết cứng cổ hơn, ngóc đầu dậy từ từ này. Và đây cũng là cái thời gian mà bé chúng ta tập lẫy này, tập lật này. Và ngoài 6 tháng tuổi trở ra thì lúc này cổ bé đã cứng, đạt độ cứng cáp ổn định rồi, nhất rồi ấy. Và kiểm soát đầu cũng rất là tốt rồi. Đây tiền đề để bé chúng ta học ngồi này, rồi trườn này, bò này, đứng và đi. Và mỗi cái giai đoạn phát triển này ấy, là mỗi bé có cái sự chênh lệch nhất định nữa, không phải bé nào cũng như bé nào. Nhưng mà thường chúng ta cứ để ý, phụ thuộc vào cái cổ của con, nhìn chúng ta nhìn bằng mắt ấy, nó có cứng hay là chưa, để chúng ta sẽ có những cái cách bế con khác nhau nhé, để chúng ta bảo vệ cái phần cổ này cũng như là đầu của em bé. Nói chung là cái giai đoạn dưới 3 tháng tuổi là chúng ta bế em bé một cách là nằm ngang trên tay mẹ thôi, nằm ngang này, ngang hoặc là chếch lên một chút. Nếu mà chúng ta bế bé đứng vỗ hơi là chúng ta phải áp bé vào thân người mẹ, và một tay chúng ta giữ cổ và ôm lưng bé để bảo vệ cái lưng cổ đầu của con này. Và cái giai đoạn là từ 3 tháng tuổi đến 5 tháng tuổi, khi mà cổ con đã cứng hơn rồi một chút rồi, tuy nhiên là chúng ta vẫn cần, chắc chắn là chúng ta vẫn nên giữ giữ cổ lưng bé khi mà chúng ta bé đứng nhá. Còn cái đoạn 3 đến 5 tháng tuổi này chúng ta cũng có thể bế con bế nửa ngồi, tức là bé ngồi và áp vào cái lòng mẹ,
phần là chúng ta bế vát, nhưng vẫn nên là giữ bảo vệ cái phần cổ và đầu của con nữa. Còn cái giai đoạn từ 6 tháng tuổi trở ra, khi mà con đã cứng cáp rồi, bắt đầu tự ngồi được rồi, mẹ chúng ta cho con có ngồi tựa vào mẹ được này, và giai đoạn này chúng ta cũng đã bế bát con được rồi nhá. Nhìn chung là mình đã thấy các con tầm 3-4 tháng tuổi trở ra ấy, mà cổ chưa được cứng cáp ấy, mà các mẹ chúng ta thấy nó còn non ấy, còn yếu ấy, thì các mẹ chúng ta nên theo dõi thêm nhé. Cái giai đoạn 3-4 tháng tuổi là tập mà lẫy rồi, đầu cũng đã cứng rồi, mà chúng ta rèn làm sao mà cho con cứng cáp hơn một chút để mẹ chúng ta có thể giai đoạn sau nó phát triển nhanh hơn. Để các bé mà cứng cáp ấy thì các mẹ chúng ta nên tích cực là người ta vào để cho chắc xương ấy, cho con bú sữa mẹ hoàn toàn là tốt nhất này, rồi chúng ta bổ sung vitamin D3 cho con này, tắm nắng này, và một số cái hoạt động khác, ví dụ như là đặt bé nằm sấp trên bụng mẹ này, hay là đặt bé nằm sấp trên những cái mặt phẳng mềm để bé tự ngóc đầu dậy một chút này, cứng cáp hơn một chút này, để luyện cơ cho bé cứng cáp hơn, để bé nhanh cứng cổ rồi chúng ta bế nó thoải mái hơn. Đấy là một số mẹo cho mẹ chúng ta. Vậy thì mình đã giúp các mẹ chúng ta giải đáp một số thắc mắc, ví dụ như là mấy tháng biết cười này, cười to này, rồi biết nhìn bao xa này, hóng chuyện và cứng cổ nữa. Các mẹ chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào có thể để lại phần bình luận phía bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.